Dạ. Thế bây giờ bác nhắn cho cháu xem là người thân của bác là ai, ở đâu ạ? Bố là Phạm Văn Huấn. Dạ vâng, học một mắt ạ, trước nguyên là xã đội trưởng ạ. Dạ vâng. Em là Phạm Văn Chiến ạ. Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người của Liên Hiệp các Hội Khoa học Việt Nam để thăm và báo cáo cho biết là đến nay là tìm khả năng của mình tìm ra được trên 7.000 trên 7.000 liệt sĩ, trên mộ liệt sĩ. Chiến tranh đã qua, đất nước ta đang thay ra đổi thịt từng ngày, nhưng vết thương của hơn 10.000 ngày máu lửa chém vào da thịt quê hương, tạc vào gương mặt bao người thân của các liệt sĩ, biết bao giờ xóa đi được. Tính đến nay, ít nhất còn 200.000 hài cốt liệt sĩ còn thất lạc, chưa thể đưa về quy tập tại quê hương và các nghĩa trang. Khoảng 300.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đó là một thực tế đau lòng khi chúng ta nhìn lại hậu quả từ hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Cũng vì lẽ đó mà những chuyến hành trình lặn lội đi tìm hài cốt liệt sĩ chưa bao giờ ngừng trong hàng chục năm qua. Những câu chuyện về việc đi tìm lại hài cốt liệt sĩ hoặc xác định danh tính của những ngôi mộ chưa biết tên thì muôn hình vạn trạng. Có những trường hợp may mắn thì chỉ cần tìm kiếm và đối chiếu thông tin, tốn công sức hơn một chút thì lại phải nhờ đến công nghệ khoa học để xác định ADN. Thế nhưng bên cạnh đó, có rất nhiều trường hợp mà các phương pháp thông thường không thể giúp gì được. Vậy nên mới dẫn đến nhiều câu chuyện về việc tìm và xác định hài cốt liệt sĩ bằng khả năng ngoại cảm. Nhưng cách làm đấy cuối cùng lại dấy lên một câu hỏi, đấy là liệu có thực sự tồn tại những người có khả năng ngoại cảm hay không? Trong những câu chuyện được mọi người truyền tai nhau về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, bao nhiêu phần trăm được chứng thực là nhờ khả năng ngoại cảm? Thật khó để đưa ra một con số cụ thể, nhưng có thể khẳng định rằng những nhà ngoại cảm thứ thiệt có tồn tại. Và cùng với đó, thực sự có những câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn về hành trình tìm lại hài cốt liệt sĩ. Qua series theo dấu chân các liệt sĩ này, Spy Room muốn gửi đến các bạn một số câu chuyện đặc sắc nhất và tất cả hoàn toàn đều có thật. Tất cả những câu chuyện trong series này đều được trích từ cuốn sách Tìm mộ liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt, những ca khảo nghiệm điển hình, được thực hiện bởi 3 cơ quan nhà nước: Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tinh học Ứng dụng UIA, Viện Khoa học Hình sự thuộc Bộ Công an và Trung tâm Bảo trợ Văn hóa Kỹ thuật Truyền thống. Đồng thời, Spy Room xin được gửi lời cảm ơn tới tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp UIA, người đã có hơn 30 năm nghiên cứu các vấn đề tâm linh, đồng biên soạn cuốn sách vì đã cho phép bọn mình được chuyển thể câu chuyện thành video. Trong tập 1 của series, chúng ta sẽ đến với câu chuyện đầu tiên, hành trình tìm lại mộ của nhà văn, liệt sĩ Nam Cao. Trước khi vào phần chính, chúng ta cần bàn luận về ngoại cảm. Có một thực tế là từ những năm 90, đã có nhiều chương trình được thực hiện bởi cả tư nhân lẫn chính quyền địa phương xoay quanh việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng khả năng ngoại cảm. Như năm 1992, năm 1993, thì có Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Bình chủ trì việc tìm mộ 13 liệt sĩ tại chùa Non Nước bằng khả năng ngoại cảm. Hoặc năm 1994, tại Ủy ban Nhân dân thị xã Uông Bí chủ trì việc tìm mộ 5 liệt sĩ tại Quảng Ninh. Đặc biệt và nổi tiếng bậc nhất thì hẳn phải là chương trình Tìm lại Nam Cao được thực hiện năm 1996, cũng là câu chuyện sẽ được kể trong video này, nhưng lát nữa chúng ta sẽ khám phá kỹ hơn. 30 năm trước, việc khảo nghiệm và nghiên cứu nghiêm túc về khả năng ngoại cảm vẫn chưa có. Lý do thì chủ yếu nằm ở việc dư luận có nhiều người không tin rằng thực sự tồn tại khả năng ngoại cảm. Những người tin thì cũng chỉ dựa vào trải nghiệm cá nhân, vả lại không ai lại nghĩ có thể nghiên cứu bài bản, khoa học một chủ đề nặng tính tâm linh như vậy. Cột mốc đánh dấu sự thay đổi có lẽ bắt nguồn từ tờ trình ngày 26 tháng 7 năm 1997 của ba cơ quan là Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Liên hiệp Khoa học UIA và Trung tâm Bảo trợ Văn hóa Kỹ thuật Truyền thống.
Xét thấy việc các câu chuyện về những nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ ngày càng được dư luận quan tâm, ba cơ quan đã thống nhất gửi tới Thủ tướng Chính phủ tờ trình đó để xin phép được khảo nghiệm khả năng đặc biệt trong việc tìm mộ liệt sĩ từ xa. Mục tiêu trọng điểm chính là chứng thực rằng liệu khả năng ngoại cảm có thật hay không. Một tháng sau, nhờ công văn từ Văn phòng Chính phủ mà Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã thông báo ủng hộ việc tổ chức nghiên cứu của ba cơ quan. Trong đó, Bộ Nghiên cứu thận trọng trong phân tích để tránh hoạt động mê tín dị đoan. Sau khi kết thúc nghiên cứu, ba cơ quan phải có báo cáo chính thức kết quả trình Thủ tướng Chính phủ. Sau nhiều tháng nghiên cứu, đến ngày 25 tháng 2 năm 1998, Ban chủ nhiệm đề tài đã khảo sát, hoàn chỉnh được 492 trường hợp và đã hoàn thành báo cáo kết quả nghiên cứu, kết quả tính toán. Qua đó, Ban chủ nhiệm đề tài đã khiến mọi người bất ngờ với khẳng định rằng khả năng tìm mộ từ xa bằng ngoại cảm là có thật và xác suất tìm được là 70%. Nhờ kết luận này mà trong mắt chính quyền, khả năng ngoại cảm không còn là thứ bịa đặt. Thế nhưng điều ấy không đảm bảo tỷ lệ thành công 100%, cũng không đồng nghĩa với việc mọi nhà ngoại cảm tự xưng đều thực sự có khả năng. Tuy nhiên, những câu chuyện được ghi lại trong cuốn sách Tìm mộ liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt, những ca khảo nghiệm điển hình chính là những trường hợp thành công và được chứng thực đầy đủ uy tín, và trong đó bao gồm hành trình tìm lại mộ của nhà văn liệt sĩ Nam Cao. Nam Cao là nhà văn theo trường phái chủ nghĩa hiện thực nổi tiếng của văn học cách mạng Việt Nam. Tên tuổi ông gắn liền với những tác phẩm bất hủ như Chí Phèo, Lão Hạc hay tiểu thuyết Sóng Mòn. Song song với cương vị nhà văn, Nam Cao còn là một nhà cách mạng năng nổ. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng ông đã ngã xuống khi tuổi đời còn chưa đến 40 vì bị thực dân Pháp phục kích. Nam Cao hy sinh trong một chuyến công tác tuyên truyền thuế nông nghiệp tại tỉnh Ninh Bình năm 1951. Ông được nhân dân địa phương chôn cất với đồng đội trong cùng một nấm mồ. Sau đó, mộ ông được chuyển tới nghĩa trang Gia Viễn, Ninh Bình. Trải qua những năm chiến tranh tàn khốc, rồi thiên tai bão lụt, phải nhiều lần di chuyển, rốt cục, sơ đồ mộ chí bị thất lạc, việc tìm kiếm hài cốt gặp rất nhiều khó khăn. Vả lại, khi ông hy sinh, vợ con vừa từ nơi tản cư đưa 4 đứa con trở về quê, bấy giờ lại còn đang là vùng địch chiếm đóng. Nỗi lo cơm áo và vật vã khiến gia đình ông không có điều kiện tìm mộ. Những trăn trở của gia đình ông đã được bạn bè, đồng chí và đồng nghiệp của cố nhà văn biết đến. Nhiều cơ quan ngôn luận đã vào cuộc. Nhiều phóng viên báo chí cũng viết bài nói giúp ước vọng của gia đình. Đó cũng là lý do để chương trình Tìm lại Nam Cao do Hiệp hội UNESCO Việt Nam cùng Hội Nhà văn Việt Nam đồng khởi xướng ra đời đầu năm 1996 với quy mô chưa từng có. Rất nhiều đơn vị và cơ quan đã nhiệt tình tham gia vào chương trình này. Có thể kể đến các cơ quan chính quyền nơi Nam Cao từng công tác: Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Viện Khoa học Hình sự thuộc Bộ Công an, Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA, các cơ quan báo, đài, các cơ quan văn hóa, văn nghệ trung ương và địa phương, v.v. Điều đặc biệt là trong đó có sự góp mặt của 7 nhà ngoại cảm mà Liên hiệp UIA gửi lời mời. Ban đầu, chương trình đã gặp bế tắc khi gặp phải câu hỏi: mộ Nam Cao nằm ở đâu? Chúng ta chỉ biết Nam Cao hy sinh tháng 11 năm 1951 tại Hoàng Đan, Ninh Bình mà thôi. Thi hài nhà văn sau đó đã có đến 3 lần thay đổi địa điểm. Khi hy sinh, ông được đưa về an táng tại một địa điểm gần nhà thờ Miễu Giáp, sau được chuyển tới một khu nghĩa trang khác. Rồi mộ ông lại được chuyển tới nghĩa trang Gia Viễn, Ninh Bình. Ở đây có tới 800 hài cốt liệt sĩ, nhưng trong quá trình vận chuyển, nhiều tờ giấy ghi tên tuổi mỗi người bị bong rơi do gặp mưa gió, trong đó có hài cốt của cố nhà văn. Từ những thông tin ít ỏi có được, chương trình đã tìm cách xác định chính xác nhất có thể vị trí hy sinh của Nam Cao. Sau đó, tiếp tục định vị đâu là nơi an táng ban đầu, rồi tiếp tục truy lại các lần di chuyển. Cuối cùng, chương trình cũng tới được Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Vấn đề tiếp theo là xác định xem ông nằm ở ngôi mộ nào giữa hàng trăm ngôi mộ liệt sĩ chưa rõ tên tuổi kia. Chương trình đã quyết định đầu tiên dùng phương pháp ngoại cảm tiến hành công việc tìm kiếm. Tổng giám đốc Liên hiệp UIA là ông Vũ Thế Khanh
đã tập hợp 7 nhà ngoại cảm được mang ký hiệu từ NC01 đến NC07. Để giữ điều kiện khách quan, các nhà ngoại cảm không được phép tiếp xúc với nhau trong quá trình tiếp nhận thông tin và tìm kiếm mộ của Nam Cao. Họ làm việc độc lập bằng khả năng riêng của mình. Tư liệu duy nhất cung cấp cho mỗi nhà ngoại cảm là tấm ảnh nhà văn Nam Cao. Sau ảnh ghi ngày tháng năm sinh, năm mất và quê quán của ông. Tùy các nhà ngoại cảm lựa chọn phương pháp tiếp cận với người đã mất, rồi ghi những thông tin nhận được ra giấy, cho vào phong bì dán kín lại, đem nộp cho Liên hiệp UIA. Các kết quả được niêm phong, sau đó tổng hợp để phân loại. Sau hơn một tuần làm việc, Liên hiệp UIA đã tổng hợp và phân loại thông tin mờ nhạt dùng làm nền, bổ sung cho thông tin rõ nét. Và khi 7 chiếc phong bì được bóc ra, thế bế tắc mới được khai thông. Tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn sáng ngày 24 tháng 11 năm 1996, các nhà ngoại cảm được trao lại bản viết tay đã nộp cho Liên hiệp UIA để trình bày những thu nhận của bản thân từng người. Theo đó, bản viết tay của nhà ngoại cảm N01 ghi cụ thể như sau. Hiện tại, mộ phần của liệt sĩ Nam Cao được quy tụ về nghĩa trang liệt sĩ của địa phương, nơi ông đã hy sinh. Nơi ông nằm là một cánh đồng ven đường là Trục Liên huyện, đi qua một cái cầu xi măng nhỏ. Ông nằm trong số các liệt sĩ vô danh âm thầm, không một dòng địa chỉ. Phần mộ của ông vẫn vô danh, không có thay đổi gì sau 45 năm. Số mộ của ông trùng lặp với số tuổi đời của ông khi ông hy sinh, chỉ khác là số mộ có thêm số 0 ở giữa. Tiếc rằng trong mộ đó có thêm vài cái xương của người bạn xấu số của ông, nhưng chỉ là vài cái rất nhỏ, không đáng kể. Tiếp đó, thông tin của nhà ngoại cảm N02 thì ghi: mộ của nhà văn Nam Cao đã được vào nghĩa trang Gia Viễn, Ninh Bình. Khi đi vào nghĩa trang của ông, phải đi qua cây cầu nhỏ. Ông hy sinh khi định vượt sông, bị phục kích và ông bị thương vào vùng ngực là chủ yếu. Ông bị mất nhiều máu mà hy sinh, chứ không phải hy sinh ngay. Trong mộ của Nam Cao còn bị lẫn xương của một người khác. Còn ngôi mộ ở hàng số 2, ngôi thứ 8 là mộ của anh Thao, người chỉ huy nhóm của ông. Hàng thứ 4, ngôi số 7 là của liệt sĩ quê ở Thanh Hóa, không còn thân nhân nữa. Trong khi đó, nhà ngoại cảm NC03 lại chỉ ghi vẻn vẹn một câu: tìm một được ba. Khi được hỏi cụ thể, nhà ngoại cảm này đã giải thích: cùng hy sinh với nhà văn Nam Cao có liệt sĩ Nguyễn Văn Thao, quê ở Thái Bình, và liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, quê ở Hà Nam. Một số thông tin của các nhà ngoại cảm khác chỉ ra được tình trạng mộ chứ không chỉ rõ ngôi mộ nào. Vậy là, qua sự chỉ dẫn của các nhà ngoại cảm, cùng với sự mách bảo của một nhà khoa học trước đây, thì hài cốt Nam Cao được nghi vấn ở một trong hai ngôi mộ 305 hoặc 306 tại nghĩa trang huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, thông tin có chỉ số huyền thông cao nhất rơi vào ngôi mộ số 306. Cùng buổi chiều hôm ấy, tại nghĩa trang Gia Viễn, một trong số 7 nhà ngoại cảm còn cho biết thêm: Nam Cao bị giặc bắn 2 phát đạn, một phát vào đầu, một phát vào sườn làm gãy 2 rễ xương sườn. Hiện trong bộ hài cốt bị lẫn một chân, 2 xương đùi đều là bên phải. Khi đã có thông tin, ban tổ chức chương trình Tìm Lại Nam Cao đã tiến hành chọn ngày về nghĩa trang Gia Viễn, Ninh Bình. Trước đó, chương trình đã đề nghị tỉnh ủy Thái Bình xác định có liệt sĩ nào tên là Nguyễn Văn Thao cùng hy sinh với nhà văn Nam Cao như lời của một số nhà ngoại cảm hay không. Tỉnh ủy đã xác nhận thông tin đó là có thật. Như vậy, có thể nói là mọi thông tin đều gần như xác nhận thông tin các nhà ngoại cảm đưa ra là đáng tin. Lẽ ra nếu có thể, gia đình nhà văn có thể xin được phép khai quật cả hai ngôi mộ đang nghi vấn rồi đối chiếu sau. Thế nhưng, vấn đề lại phát sinh. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ cho phép khai quật một ngôi. Lý do thì thực ra không phải bộ muốn gây khó dễ, mà vì lo rằng động chạm đến quan quách của liệt sĩ khác không quen biết thì không hay. Điều này cũng có nghĩa là gia đình nhà văn sẽ phải chọn xem khai quật ngôi mộ nào trong hai ngôi 305 và 306. Sau buổi ở hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn, ngôi mộ 306 được xác định nhiều khả năng là mộ nhà văn Nam Cao. Tuy vậy, vẫn có khả năng ngôi mộ 305 mới là mộ Nam Cao. Vả lại, gia đình nhà văn chỉ được phép khai quật một ngôi, nên càng phải chọn lựa cẩn thận. Bấy giờ, nhiều người trong gia đình Nam Cao tỏ ra băn khoăn và do dự. Dù trong số 7 nhà ngoại cảm, thì có đến 4 người tin rằng mộ nhà văn là ngôi số 306. Cuối cùng,
ban tổ chức chương trình và nhà văn quyết định chọn khai quật ngôi mộ số 306. Và ngay trước khi bắt đầu, nhà ngoại cảm NC01 lại mô tả thêm hiện trạng ngôi mộ dưới lòng đất. Chiếc tiểu sành nghiêng 30 độ và bên phải có một vết nứt dài. Rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 1998, việc khai quật được thận trọng tiến hành với sự chứng kiến đầy hồi hộp của rất nhiều người. Từng nhát cốt, nhát xẻng đi sâu vào lòng đất. Và khi chiếc tiểu sành hiện ra, nhiều người bất ngờ vì tình trạng y hệt như nhà ngoại cảm đã mô tả, nghiêng 30 độ và có vết nứt dài bên phải. Vào lúc 3 giờ 45 phút, nắp tiểu được mở ra. Điều rất lạ là khi quan sát hộp sọ thì thấy hai hàm răng vẫn còn nguyên vẹn, trong đó có chiếc răng nanh bị gãy một nửa. Người em ruột của nhà văn Nam Cao bấy giờ khóc nức lên và bảo rằng đây đúng là hài cốt của anh trai mình. Giám định viên pháp y có mặt ở đó là tiến sĩ Trần Đức Đỉnh đã ngắm nghía hộp sọ một lúc rồi chỉ vào con gái Nam Cao là Trần Thị Hồng mà nói: "Người liệt sĩ này rất giống bà kia." Điều này càng khiến mọi người thêm phần tin tưởng đây đúng là hài cốt Nam Cao. Hai con dâu của nhà văn dù không biết mặt ông nhưng khi nhìn vào hàm răng trên hộp sọ cũng đều bảo rất giống hàm răng của bà Hồng. Con trai cả của Nam Cao là tiến sĩ Trần Mai Thiên sau này khi được nhìn hài cốt của cha mình đã xúc động nhắc lại lời nhà văn Nguyễn Đình Thi trước từng bảo rằng: "Sau này, việc nhận diện hài cốt bố cháu không khó, bởi cứ nhìn vào những nét đặc biệt trên hộp sọ rất giống cô con gái Hồng." Tuy đã nắm chắc tới 9 phần, nhưng mọi người có mặt đều đồng ý rằng chưa thể kết luận vội vàng được. Cần phải có những biện pháp khám nghiệm để xác định chính xác 100% đó có phải là hài cốt của nhà văn Nam Cao hay không. Bởi vì vạn nhất nếu xảy ra nhầm lẫn thì không hay chút nào. Bởi thế, toàn bộ hài cốt ngôi mộ còn nguyên vẹn trong chiếc tiểu sành đó được mang về Viện Khoa học Hình sự để giám định. Tiến sĩ Trần Đức Đỉnh bây giờ đang là giám định viên trưởng tổ chức giám định pháp y Trung ương, là người được giao trọng trách. Ông cùng với giám định viên tư pháp Đào Quốc Tuấn bắt tay vào việc giám định. Việc này phải tiến hành tỉ mỉ, cẩn trọng trên từng gam đất, đo đạc từ khi chưa nhấc xương và đo ngay tại từng khớp xương. 6 giờ sáng, chiếc tiểu sành đựng hài cốt được cho là của nhà văn Nam Cao được đưa về Viện Khoa học Hình sự ở Hà Nội. Mặc dù thức suốt đêm, hai tiến sĩ Đỉnh và Tuấn vẫn bắt tay ngay vào việc. Đến 14 giờ 30 phút hôm đó, tiến sĩ Đỉnh gọi điện cho gia đình nhà văn thông báo sơ bộ việc nhận diện. Anh nói: "Người liệt sĩ này cao từ 1m73 đến 1m75, tuổi đời khoảng từ 35 đến 40, hàm răng bị vỗ, một chiếc răng nanh bị gãy từ trước khi mất." Khi nhận những thông tin về chiều cao, độ tuổi và chiếc răng gãy, các con nhà văn hoàn toàn yên tâm vì chiều cao của cha mình khoảng 1m75, độ tuổi là 36. Chiếc răng gãy thì được nghe mẹ kể nhiều lần. Riêng chuyện cha bị vỗ thì họ nghe mà giật mình, băn khoăn: "Cha mình có bị vỗ đâu nhỉ?" Nhưng người chú ruột bảo: "Bố cháu bị vỗ đấy, nhà mình bà nội cũng vỗ, các cháu nhìn ảnh bà mà xem." Sau một hồi bàn tán, rồi để cho chắc, họ lên ô tô vào Viện Khoa học Hình sự. Khi nghe họ thắc mắc, anh Định giải thích vỗ là khi ngậm miệng lại, hai hàm răng không khích lại vào nhau hoàn toàn. Chứ không chỉ là khi ngậm miệng lại, hàm răng phải chìa ra ngoài môi. Anh Định còn cho xem hộp sọ của Nam Cao, cho thấy viên đạn găm vào còn nằm lại đó. Rồi mang hai xương đùi so vào nhau để cả nhà nhìn thấy cái dài cái ngắn, đúng như lời nhà ngoại cảm số 01 nói. Đến lúc này, gia đình đã hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào bộ hài cốt khai quật ở ngôi mộ số 306 là của cha mình. Ông Trần Mai Thiên đã nói: "Mọi việc đều đúng như linh cảm của gia đình tôi, như ngoại cảm của các nhà ngoại cảm. Song nếu không có khoa học hiện đại, chưa hẳn gia đình tôi đã tin. Những kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự đã một lần nữa khẳng định niềm tin của gia đình tôi và ngôi mộ 306 đúng là của cha tôi." Và thêm một bất ngờ nữa, đúng như dự báo của một nhà ngoại cảm rằng tìm một được ba. Chương trình tìm lại Nam Cao không chỉ tìm được hài cốt của nhà văn mà còn tìm được ngôi mộ của hai liệt sĩ cùng hy sinh với ông. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chính thức thông báo đã xác định được mộ của liệt sĩ Nam Cao, qua đó cũng chỉ ra được phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Yên và liệt sĩ Nguyễn Văn Thao. Sáng ngày 18 tháng 1 năm 1998, chương trình Tìm lại Nam Cao đã đưa hài cốt nhà văn từ Hà Nội về quê xã Hòa Hậu,
huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Không chỉ có những người thân trong gia đình, dòng họ, các cơ quan khoa học tham gia chương trình tìm lại Nam Cao và cả bà con lối xóm nơi chôn cất hài cốt nhà văn đều có mặt rất đông để đưa tiễn ông về nghĩa trang quê nhà. Sau gần nửa thế kỷ nằm hiu quạnh trong nấm mồ vô danh, cuối cùng Nam Cao đã về yên nghỉ vĩnh hằng nơi quê nhà. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm một lần tới thăm mộ ông đã gợi ý với lãnh đạo tỉnh Hà Nam về việc xây dựng nhà tưởng niệm Nam Cao. Sau đó, chính ông lại trực tiếp duyệt kinh phí để tỉnh có điều kiện thực hiện. Ngày 30 tháng 11 năm 2004, nhà tưởng niệm Nam Cao đã được khai trương vào đúng dịp kỷ niệm 53 năm ngày ông hy sinh. Hành trình đi tìm lại Nam Cao cuối cùng cũng đã có một kết thúc viên mãn khi nhà văn đã được trở lại quê hương sau gần nửa thế kỷ lưu lạc. Nói đến sự thành công trong việc xác định được ngôi mộ của Nam Cao, không thể không nhắc tới các nhà ngoại cảm cùng khả năng đặc biệt của họ. Mà hơn thế nữa, tầm quan trọng của sự kiện này không chỉ gói gọn trong khuôn khổ chương trình tìm lại Nam Cao. Việc hài cốt của nhà văn Nam Cao được xác định thành công nhờ khả năng ngoại cảm đã góp phần thúc đẩy các cơ quan nhà nước tiến hành nghiêm túc việc khảo nghiệm và nghiên cứu lĩnh vực này. Vì thế mới dẫn đến các chương trình khảo nghiệm của Liên hiệp UIA, Viện Khoa học Hình sự và Trung tâm Bảo trợ Văn hóa Kỹ thuật Truyền thống. Cũng nhờ có sự vào cuộc này mà việc ứng dụng khoa học ngoại cảm trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mới được đẩy mạnh và thực hiện bài bản. Trong tập tiếp theo của series, chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện cũng thú vị và ly kỳ không kém. Đó là hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong khu rừng Đắc Đoa, Bạc Ngàn tại Tây Nguyên. Cụ thể hành trình ấy ra sao? Hãy đón xem trong tập 2. Còn đến đây thì tập đầu tiên xin được phép kết thúc. Nếu các bạn yêu thích và quan tâm đến những câu chuyện tương tự, đừng quên theo dõi series Theo Dấu Chân Các Liệt Sĩ tại kênh YouTube của Spyroom nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video và xin chào, hẹn gặp lại. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.